Tại đây, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh kính chúc sức khỏe đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Chư tôn đức tăng ni thêm một tuổi hạ cùng đồng bào Phật tử vui đón mùa Vu Lan, báo hiếu an lành. Dịp này, đoàn đánh giá cao những hoạt động chung tay của Phật giáo thành phố, đóng góp quỹ vaccine phòng chống COVID-19, hỗ trợ an sinh từ thiện xã hội. Đáp lời Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, cảm ơn sự quan tâm và mong tiếp tục nhận hỗ trợ của Công an thành phố đối với các Phật sự sắp tới. Dịp này, đoàn Công an thành phố tặng một số lương thực, thực phẩm, rau củ đến Ban trị sự, Ban từ thiện Giáo hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố để gửi đến bếp ăn từ thiện cho người nghèo.